Xin chào các bác, chào các bạn, chào các anh em. Hôm nay em xin lỗi với tất cả mọi người là hôm qua cái video hôm qua cái tiếng nó nhỏ quá, mọi người không nghe được. Em đổi cái máy khác, cũng dùng cho nó camera nó cải thiện, cuối cùng nó lại không cải thiện mà nó lại tiếng nó nhỏ hơn đấy. Hôm nay em sửa lại cái video ngày hôm qua. Hôm nay hôm qua em có bán mất mấy con, hôm nay còn mấy con mới có lau chùi lại hết rồi ấy. Em quân số như ngày hôm qua con nào bán rồi thì là hết rồi nhá. Em mới thử con số 1 trước. Hôm nay em bán thì em cũng chung là em bao ship luôn mấy con cưa này, tại vì nó lỗi video ấy. Thì thường lệ lỗi video thì em sau em đăng lên em xin lỗi các bác, thì em bán em bao ship luôn. Hai con cơ Hitachi C7 BA nhé. Nói chung là ba con này giống nhau hết một hãng, ngưỡi 185 185 chung là lưỡi nó nhìn cũ vậy thôi mấy nhá, còn nào lưỡi cắt cũng ok hết, em đã thử hết rồi, nhưng các bác đừng quan tâm quá. Và con số 1 là 483 ship luôn nhé. Con số 4 này cũng 483 ship luôn, cùng đời luôn nhé. Rồi, đợt này con nào cũng có thắng hết nha các bạn nhé. Ba con này cùng một đời nhé, cùng một loại lưới. Ba con này bán 4.8 bao ship hết nhé. Này còn bảo, đó, hôm nay em chùi rửa sạch sẽ rồi các bạn. Con này nó bị sứt chỗ này một xíu, bằng nhựa thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Đó, phía dưới của nó lưới còn rất là bén đúng không? Bảo Hitachi nhé. Con này là lưỡi bào 120mm chứ không phải 110 nhé các bác nhé. Con này B35 công suất 1140W, 16.000 vòng trên 1 phút. Rồi, thử bác. Hình của nó. Đó. Con này còn chạy còn rất là êm nhá. Hitachi con nào cũng vậy, cưa mới cả quan tiếp của nó chạy êm. Chung là nó với Makita thì cũng giống nhau thôi, hai hãng lớn thôi, nhưng mà thằng Hitachi thì nó chạy tiếng nó nhỏ hơn. Đấy chắc là do người ta sản xuất thôi chứ. Đó, đây là con số 5 bảo Makita, con này lưỡi 110 nhá. Model là 1911B. Công suất có 1140W, à 0.50W. Nó bị sứt một tí chỗ này nha. Không phải sứt mà nó bị lõm vào, không phải sứt. Kiểu như vận chuyển từ bên kia về nên là nó đè nhau á, chứ không ảnh hưởng gì các bác nhé. Đó, ngoại hình của nó. Con này mình bán 850, em bao ship luôn nhé. Ba con cơ lộng số 9, số 10, số 11. Ba con này giống nhau hết, y chang luôn. Hôm qua nó bẩn vậy rồi, hôm nay nó chùi thì nó lại sạch lại rồi. Đó. Các bạn nhìn kỹ nhé, đó, xung quanh của nó đó. Ba con này cùng giá nhé, 450k nhé bác nhé.
Con này số 11 nhá, 450k luôn các bác nhá. Số 10 cũng vậy nhá. Tem đỏ 450k. Con số 8 là 550k nhé. Makita 160mm nhé, 7A. Công suất là 650W. Rồi, số 8 là 550k. Rồi con này em không ghi số gì. Con này em bán 400 bao ship luôn nhé. Đầu kẹp 13 ly nhé. Xuyên khoan sắt vô trọng. Rồi xin chào các bác nhé. Các bác qua thông cảm video ngày hôm qua của em nhé.